Em nói chứ nói đi, nó đừng cười không rồi thôi. Là thì ăn ngon hay dở thì góp ý cho em với nha. Okay. Đây là hình ảnh của bàn chủ quán rất là hiền, con trẻ nhưng mà dám theo đuổi đam mê. Từ một cậu sinh viên ngành y rẽ hướng sang ngành đầu bếp. Dạ, em chín lắm chị. À, mà em là vừa chủ quán vừa đầu bếp luôn. À, dạ vâng. Mà thiệt là chị luôn á, là hồi xưa em học y, nhưng mà cũng ba mẹ xin việc rồi, nhưng mà cũng trong cùng vì đam mê của cái bếp á, và em lăn lộn nhiều nơi, học hỏi nhiều thứ, và về mở cái quán bự đi đấy. Những cái món ăn mà em làm ra là toàn là em đặt tấm việc vào đấy rất là nhiều. Em là thích nấu ăn lắm, ở nhà là em hay đi chợ nấu ăn cho mẹ lắm, như có con gái ở nhà rồi á. Mọi người có thể yêu thích quán ăn thông qua hình ảnh của người chủ rất là có tâm và đặt nhiều tấm huyệt vào đấy, lấy uy tín của kênh mình ra để khẳng định rằng đấy là một quán nướng rất ngon và chất lượng mọi người nhé. Chắc chắn các bạn sẽ không thất vọng sau khi đến quán này đâu. Món best seller của quán là bò bự đấy mọi người, trời ơi cái miếng bò nó bự thật sự luôn á, dây cồn luôn. Ở đây thì mình hay gọi bò bự và dẻ xương rất rất là tươi ngon và mềm mọi người ạ. Khi ăn mọi người sẽ cảm nhận được sự ngon ngọt và mọng nước của miếng thịt. Cái bò này á, chị thấy rất là mềm lắm, kiểu mềm, mềm thiệt luôn á. Dạ xương ở đây cũng mềm lại thơm rồi mọi người. Béo. Dạ xương thì nó đang giữa nạc và mỡ á chị, để thẳng khô được. Cái bông thì rất là mỏng nước luôn. Cảm ơn các bạn. Có nhiều quá ăn không? Quan trọng là cái khẩu bên trong thịt á chị. Ngoài thịt nướng ra thì ở đây còn có những món ăn kèm như là càng ghẹ rắc muối, ứng gà, mắm tỏi, gỏi hải sản. Giá ở đây thì chỉ từ 70k thôi. Với cái đồ chất lượng của thịt thì giá này quá là ok luôn. Quán này với không gian rất là thoáng, ăn không bị ám mùi, nằm ở địa chỉ 43 Trần Nguyên Đán mọi người nhé.